Hello các bạn, đây là Tanuki đây. Ở quầy thanh toán của Tanuki thì có một giỏ đựng màu nước như thế này. Và cũng rất nhiều khi chúng mình được hỏi rằng vỏ màu nước sau khi bóp xong thì còn có tác dụng gì nữa mà còn tặng. Thì hôm nay Tanuki sẽ giải đáp nhé. Đừng nhìn nó nhỏ vậy mà nghĩ vô dụng nhé. Một vỏ màu nước sau khi vắt kiệt hết đi chăng nữa thì vẫn sẽ còn cỡ khoảng 0,5ml màu còn sót bên trong. Nếu chọt cọ lông vào thì hoàn toàn có thể sử dụng số màu dư đó để vẽ hẳn một bức tranh nhỏ hoặc để test màu cũng rất là dư nhé. Tại Tanuki thì cũng có khá là nhiều loại pocket màu nước chọn lọc, nên là các tuyết màu cũng hoàn toàn có những tông xinh, cực hot và dễ tô. Cũng có nhiều bạn hỏi mua vỏ, nhưng Tanuki cũng không biết để giá bao nhiêu nên sẽ tặng luôn cho các hóa đơn trên 50.000. Cái này thì còn tùy nhu cầu của khách nữa. Mỗi vỏ màu không đáng bao nhiêu tiền, nhưng đến tay người cần thì sẽ có ích hơn phải không nào? Mọi người xem mình vừa chỉ quét nhẹ cọ vào mà màu ra nhiều như thế nào nè. Bảo tô được cả một bức tranh bằng vỏ màu cũng không sai tí nào đâu. Bạn nào muốn test màu mà ngại mua tuyết màu mới thì có thể ghé Tanuki vừa mua họa cụ vừa bốc vỏ màu nha. Khoe với mọi người một bức sketch nhanh bằng những màu dư còn sót lại của vỏ pastel Hobai này, xinh không?